Hello, hey. Xin chào. Rất lâu rồi mới thấy mặt mình lên kênh đúng không? Còn cái hộp này ở đây thì anh em nhìn tiêu đề và nhìn hộp là biết rồi. Chúng ta hôm nay sẽ cùng mở hộp. Và thực ra mình không biết là mình có mở hộp đầu tiên hay không. Tuy nhiên thì hôm nay thì hàng cũng hôm qua ra mắt thì hôm nay bọn mình đã có hàng rồi. Hôm nay đợt này thì Tokyo khá là nhanh. Đấy. Hôm nay mình sẽ mở hộp cái chiếc DJI FPV combo này để cho anh em xem rằng là trong hộp rất to này và bộ combo của FPV với giá là 30 triệu thì nó sẽ có những cái gì nhá. Còn bây giờ thì intro. Thế đầu tiên thì đây nó trên cái hộp ấy thì nó đã mô tả sẵn cho anh em là chúng ta có những cái gì. Thứ nhất là chúng ta có cái kính Gulit, mình đọc là Gulit, không biết là anh em đọc là gì. Đây là phiên bản thứ hai của cái chiếc kính FPV này. Thì cái kính này thì nó có cái thiết kế khá là giống, thực ra nó là giống so với cái phiên bản đầu tiên. Nó chỉ nâng cấp một chút về cái phần bên trong thôi. Ok, tiếp theo là một cái điều khiển giống một cái tay cầm chơi điện tử PS4 hay PS5 gì đấy. Thì nó màu xám xám, màu thì giống cái điều khiển của Mavic 2. Đấy, chúng ta có những cái joystick thôi. Và một cái body, thân máy bay FPV thì như anh em nhìn thấy sơ bộ thì trong những cái video mình đã làm cho anh em trên kênh rồi, hay là những cái video mà bọn mình đánh giá thông tin ấy, thì nó đang có hết rồi. Thì có lẽ là cái hình ảnh này thì anh em cũng không lạ lẫm nữa. Tên thì chúng ta sẽ có FPV combo. Đấy, vậy thôi. Thì ngay bên trên này thôi, như anh em nhìn thấy này, chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái kính. Mình khá là thích cái kính này bởi vì là khi mà lần đầu tiên mình nhìn thấy ấy, thì trông nó khá là kiểu ngầu lòi ấy. Đây này, thì khi mà đeo vào mặt thì trông nó khá là ngầu lòi và nhiều khi mình đeo xong thì trông cảm giác mình hơi ngu. Đó. Tiếp theo đó là một cái thân body. Nó nhỏ thôi nhưng mà nặng. Theo mình đánh giá với những cái bộ FPV mà mình đã được những anh em chơi FPV chỉ chia sẻ ấy, thì bộ này khá là nặng. Cầm nó đầm tay hơn, cái build của nó mình cảm giác là nó cũng chắc chắn hơn. Nó vẫn là sử dụng mà cái này là nhựa thôi, nhưng cái khung bên trong ấy thì có vẻ là nó cứng hơn và nó đặc hơn so với những cái thiết bị mà flycam mà mình đã từng chia sẻ với các bạn, ví dụ như là Mavic hay là Phantom gì đấy. Thì cái nhựa này nó cứng hơn, nó sần thôi, nhựa vẫn là nhựa sần. Và chúng ta có một cái nhựa, nắp nhựa trên này. Và điều đặc biệt ấy là cái con này có thể là, như em xem trong sự kiện thì đã biết rồi, nó có thể thay được cái vỏ này. Nó có hai màu, đây là cái màu trong suốt thì mình thích cái này hơn, nhìn nó ngầu ngầu hơn. Đó. Vậy thôi, chắc là nó cũng chỉ vậy. Ở phía sau chúng ta có một cái pin. Rồi, cái phần này thì mình sẽ nói kỹ ở phần video sau nhá. Ở bên dưới chúng ta sẽ có gì? Ở bên dưới chúng ta có rất nhiều phụ kiện. Đấy, xem nào, cánh quạt. Đầu tiên thì mình sẽ phải nói đến là chính là cái tay cầm điều khiển này. Cái cảm giác đầu tiên khi mà các bạn cầm vào cái tay cầm đấy, nó là một cái cảm giác, mình nói nào nhỉ? Nó là một cảm giác thân thuộc. Thực ra là mình đã mở qua sơ sơ qua rồi. Thì khi mà mình cầm vào cái điều khiển này lần đầu tiên ấy, thì cái cảm giác nó là khá là quen thuộc. Nó dễ cầm, dễ chịu và nó không có gì lạ lẫm cả. Đó. Thì nhưng mà chúng ta nhìn thấy có vẻ hầm hố hơn đúng không? Tại vì là cái phần điều khiển của cái FPV này ấy, thì đa phần ấy là nó sẽ nằm ở những cái ngón tay chúng ta để ở đây. Đó, chúng ta có start stop này, chúng ta có ghi hình này, chúng ta có return to home này, chúng ta có chuyển mode các thứ ở đây. Như các bạn nhìn thấy, chúng ta sẽ có 3 mode là mode manual này, sport và normal. Vậy thôi. Chúng ta có một cái joystick, cái dial để chỉnh cái cam và cái anten. Cái anten này thì nó đã được tinh chỉnh lại. Nếu như trong những cái điều khiển fly khác ấy, thì nó là cái phần để hiển thị cái màn hình đúng không? Tuy nhiên cái kẹp cái điện thoại. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ chính là một cái anten. Và cái điều khiển này được sử dụng công nghệ là OcuSign 3.0. Thì cái này thì những cái thông số cơ bản của cái điều khiển hay là của những cái thiết bị này thì trong cái buổi công chiếu hôm qua ấy, các bạn cũng đã có thể xem và theo dõi đã biết hết rồi. Hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ trải nghiệm và cái kiểu cầm nắm của mình thôi. Khá là thích và cái cầm cảm giác ấy nó rất là mượt, nó mướt tay lắm. Cái vòng này này nó lạ một chút, nó lạ hơn là nó rất là bé, nó chỉ bé xíu xíu xinh xinh như thôi đó. Và khi mà mình lắp vào đây ấy, thì mình cảm giác nó hơi lỏng lẻo. Nói thật là mình muốn nó to hơn một chút nữa. Tuy nhiên thì được cái là tổng thể và thì nó lại rất là hài hòa so với cái điều khiển này đó. Còn về chi tiết, về kỹ hơn về cái tính năng và thông số đấy thì mình sẽ chia sẻ ở trong cái video mình trải nghiệm sản phẩm này. Chứ hôm nay mình chỉ mở hộp thôi, mình cũng không có quá gì là nhiều thứ để nói. Rồi, xong 3 phần chính như mình đã giới thiệu ngoài hộp rồi, máy bay, điều khiển và kính. Thì bây giờ, trong này nó còn rất nhiều hộp nữa. Những cái phụ kiện không thể thiếu đây chính là hai cái bộ cánh quạt được đánh mã A và B ở trên nắp hộp, như các bạn có thể nhìn thấy. Thì hai cái cánh quạt ấy nó có một điểm khác nhau rất là nhỏ thôi.
cái lưỡi cánh thì đều là màu cam. Tuy nhiên thì cái vòng ở giữa này, cái bộ A ấy, thì nó sẽ có vòng màu đỏ. Còn cái bộ B ấy, thì nó sẽ không có cái vòng màu đỏ nào cả. Nó chỉ là một cái màu đen trơn theo cái cánh quạt này thôi. Nhưng anh em nhìn thì anh em sẽ dễ phân biệt hơn và để dễ lắp vào cái cánh. Chúng ta sẽ có hai cái hộp phụ kiện. Thì cái hộp phụ kiện đầu tiên nó rất là nặng và nó được ghi những cái phụ kiện gì có bên trong. Thì thứ nhất ở đây đó chính là AC Power Adapter và cái Gulis Battery, có nghĩa là ở trong đây chứa đựng pin của kính và cái adapter sạc. Thì cái kính này ấy, nó không có tích hợp pin ở bên trong mà cái này chúng ta phải sử dụng một cục pin ở bên ngoài. Các bạn lưu ý nhá, khi mà lúc đầu mình mới cầm vào mình cũng tưởng là bảo mình tưởng cái kính này có pin, nhưng không phải ấy, thì nó lại có một viên pin rời ở bên ngoài. Thế là bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem là cái viên pin nó như thế nào. Nếu như các bạn nào mà hay sử dụng sạc dự phòng của Anker hay là của Aoki ấy, thì cái này rất giống, nó giống hệt luôn. Đây, chúng ta có một cái hộp pack nhỏ này và bên trong là đựng một quả pin. Nó giống như một quả pin dự phòng thôi. Nó có công suất đầu vào là 5V 2A và đầu ra là 9V 1.5A. Cell pin này có dung tích là 2500mAh. Còn ở đây thì nó là cái adapter thôi. Cái adapter này thì nó giống với những cái sạc của Mavic. Tất cả các loại flycam thì nó đều đa phần là một cái sạc này. Rồi, đến hộp phụ kiện cuối cùng, hộp to hơn, hộp chính. Rồi, hộp chính ấy, thì chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên thì mình có một cái top, một cái vỏ. Đây, cái vỏ này thì nó sẽ được lắp thay thế ở cái vỏ nhựa phần trong suốt này. Tiếp theo đấy thì chúng ta có một cái his band. Đây, cái này thì chính là cái mà chúng ta sẽ đeo lên đầu. Tiếp theo đấy chúng ta có rất nhiều những cái dây và phụ kiện bên trong. Đây mình sẽ bỏ hết tất cả ra để chỉ cho các bạn. Thì mình sẽ chỉ sơ qua nhá. Thì trong này nó có một quyển sách hướng dẫn sử dụng và một cái quick start view. Cái này thì anh em phải đọc. Cái riêng cái giấy tờ này thì anh em sẽ phải đọc để anh em hiểu, với những em nào mới sử dụng cái thiết bị này nên đọc. Còn cái sách hướng dẫn sử dụng này thì thôi. Mình có một bản tiếng Việt ở trên fanpage đấy, anh em có thể lên đấy mà xem. Tiếp theo đó thì chúng ta có gì? Đây là bốn cái anten được lắp trên cái kính này. Cái anten này thì nó có các tác dụng là thu và phát sóng và truyền hình ảnh giữa FPV điều khiển và với cái kính của mình. Đây chính là bốn cái đầu anten của cái này. Thì anh em sẽ lắp vào bốn cái đầu này. Lắp dễ thôi. Anh em khi mà nhìn thì cái này phát là biết ngay sẽ phải lắp vào đâu. Lắp vào bốn cái anten. Và trên cái kính này thì chúng ta có một cái joystick này. Chúng ta có một cái nút back này và một nút ghi hình trực tiếp. Chúng ta có một cổng tai nghe, có nghĩa là theo như thông tin mình biết thì là con FPV này, hoặc mic để nó thu âm, thì anh em có thể nghe được trực tiếp khi mà anh em đang bay. Nhưng mà chắc chắn với anh em ấy là sẽ chỉ nghe tiếng cánh quạt thôi, đừng có mong chờ gì. Chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn 12V thì phải, nếu như mình không nhầm, hình như là 12V. Chúng ta sẽ có một cổng USB-C, một cái khay thẻ SD. Cái khay này để làm gì? Thì cái khay SD này thì nó sẽ ghi hình vào cái kính này. Nếu như anh em kiểu mà anh em lấy file ra thì anh em có thể lấy file từ kính này, hoặc là anh em lấy file từ đây. Thì chúng ta sẽ có cả hai cái file nhá. Thì một file, cái khe cắm thẻ ở cái trước body này và một cái thẻ trên này, anh em có thể lấy cả hai file ở đó. Ở bên này thì có hai cái nút và số hiệu đèn thông báo, một cái bảng LED ở bên này. Nếu như trong cái video introduction của Google thì nó đã có rồi. Đó. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái phần điều khiển cái mắt kính để sao cho phù hợp với mắt của anh em, thì cái này em cứ đeo vào anh em sẽ hiểu luôn. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai cái mắt kính nhá. Đó, hai cái mắt kính anh em sẽ nhìn vào đây. Thì nó là AR mà, vậy nên khi mà anh em nhìn vào đây thì anh em sẽ nhìn trực tiếp vào luôn. Và trên cái màn hình khi mà anh em kết nối với app ấy, thì trên cái màn hình như nào thì cái này y vậy, không khác gì cả. Rồi, chúng ta sẽ có một cộng cáp USB-C. Chúng ta có một cái dây adapter nguồn. Chúng ta có một cái cáp nguồn của kính. Cáp nguồn của kính thì là đầu này và đầu C. Mình khuyên anh em ấy là nên giữ thật cẩn thận những cái phụ kiện ở trong này nhá. Nên giữ thật cẩn thận bởi vì ở đây chúng ta có một cái cáp OTG nữa. Mình thì mình mới chỉ nghịch một tí thôi. Mình không biết là khi mà chúng ta sử dụng cái không sử dụng cáp OTG mà ví dụ sử dụng C2C, C2 Lightning để kết nối trực tiếp với điện thoại mà không cần qua cáp OTG thì có được không, thì mình chưa test. Tuy nhiên thì những cái phụ kiện ở trong cái bộ hộp này, mình khuyên anh em ấy giữ thật cẩn thận, mất mua lại đắt lắm. Đó, về tổng quan và cơ bản thì là những cái phụ kiện của cái bộ FPV này nó khá là nhiều và nó rất là lớn. Thế nên là mình khuyên anh em là lấy ở đâu ra thì nhớ là nó có những cái đồ gì nhá, không đến lúc mất ý, anh em đi tìm nó rất là mệt. Ok,
Thì như mình đã chia sẻ thì bây giờ mình sẽ nói về phần kính hơn một chút xíu so với cái body này sau nhá. Cái kính này mình sẽ nói một xíu thì cái build của nó thì đa phần là nhựa và da. Thì nói chung là nó phù hợp với các cái khuôn mặt thôi. Mặt mình thì mũi mình không cao, hơi bé, thế nên là khi mà mình đeo cái kính này vào ấy, thì cảm giác nó mới đầu đeo thì nó hơi khó chịu một chút. Mình nói thật là mình không quen đeo cái kiểu kính như thế này. Nhưng mà khi mà mình biết cách đeo rồi ấy, thì nó khá là kiểu thoải mái, nó không bị cứng quá mà nó cũng không bị kiểu dễ bị lỏng gì. Nó những cái headband này nó ôm sát vào đầu mình. Và thêm nữa ở đây là chúng ta có những cái miếng da, trên cái kính này là chúng ta sử dụng là da. Da này thì nó chỉ là giả da thôi, kiểu da tổng hợp ấy, thì nó đeo và nó mềm mà nó không bị, mình thì mình chưa đeo lâu mình không biết nó bị bí hay không. Đó. Và thêm nữa cái kính này khi mà mình sử dụng ấy thì nó khá là nóng, vậy nên nó có những cái khe tản nhiệt ở nhờ cái phần bên trên này và phần bên dưới. Thế khi mà anh em sử dụng mà anh em đưa tay lên ấy, anh em sẽ cảm thấy là cái nhiệt lượng phát ra cái này, bởi vì bên trong này nó là một cái màn hình. Đấy, và nói chung là đây là một cái sản phẩm công nghệ cao, vậy nên là nó bắt buộc phải có quạt tản nhiệt. Đó, mà mình chỉ nói sơ sơ qua như vậy một chút thôi. Anh em có thể tìm hiểu kỹ hơn bằng việc là mua sản phẩm này về với mức giá là 30 triệu để anh em có thể sở hữu cái kính này. Rồi, về cái chiếc FPV này đi. Thì theo như thời lượng bay được công bố với hãng là 20 phút. Tuy nhiên thì với cái body này, với cái thân hình này và với cái điều kiện thời tiết khi mà bay ở ngoài ấy, thì mình chắc chắn với các bạn là con này chỉ bay được khoảng tầm 10 phút, hơn một tí, khoảng tầm 10, 12, 13 phút thôi, chứ con này không thể bay lâu được. Đó. Và còn tùy thuộc vào nữa là cái viên pin này ấy. Tại vì cái kính này nó là sử dụng kính, bên trong nó là một cái kính phân giải rất là cao, mà nó là kính kiểu VR nữa, vậy nên là cái năng lượng tiêu hao nó khá là nhiều. Mà cái viên pin này nó chỉ có dung tích là 2500mAh mà thôi. Mình lúc nãy mình có thử là mình sạc cái pin này và mình thử cắm cái sạc pin khác vào, thì cái kính này nó có nhận nguồn hay không thì rất tiếc rằng là nó không nhận nguồn. Vậy nên là mình khuyên anh em là nếu như mà muốn sử dụng nhiều viên pin này hơn ấy, thì phải một là phải mua quả này. Mình nghĩ quả này không rẻ đâu. Hoặc là phải tìm một cái bên thứ ba nào đấy có cung cấp pin cho DJI mà có thể tích hợp kiểu mà giống như đổi Apple ấy, kiểu phải có tiêu chuẩn đàng hoàng ấy, thì mới có thể sử dụng được. Vậy nên là cái chi phí để mà mua phụ kiện cho những cái này ấy, nó khá là đắt. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ chỉ có một quả pin thôi, mà khi mà sạc đầy thì mình cũng chưa test được là cái kính ấy sẽ dùng được bao nhiêu lâu. Nhưng mà cái này ấy, một quả pin này ấy, chỉ bay được khoảng tầm đâu đấy là 10-15 phút thôi. Nên là em cân nhắc nhá, bay thì phải tính toán thật cẩn thận, chứ nó không kiểu là có. Chứ còn những cái bộ combo bây giờ thì mình chưa có là nhiều pin, 3 pin hay là 4 pin, mà đây chỉ có 1 pin thôi, nó chỉ bay được khoảng 10 phút. Anh em hãy lưu ý và tùy trong từng điều kiện thì nó có thể bay thấp hơn. Thêm nữa thì con này khá hay. Đây, bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em xem. Mình thích con này một cái là như thế này này. Các bạn thấy không? Đấy, 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 đấy. Đấy, thấy chưa? Con này ấy, có một cái buồn cười là không biết là do hãng cố tình thiết kế như vậy hay như nào, nhưng mà cái tiếng khởi động của con này rất ghê. Nó sẽ sử dụng một cái lực vào motor này, nó sẽ xoáy cái motor nhẹ 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 một tí. Khi mà anh em lắp cánh quạt anh em sẽ thấy nó sẽ réo lên phát. Và lần đầu tiên khi mình nghe thấy mình hơi sợ. Và thêm nữa thì mình khá thích ý, là cái này này. Chúng ta sẽ có 4 cái giải LED ở 4 cái cánh và 4 cái đèn đuôi. Đó. Như thế này thì anh em có thể định vị được để xem đâu FPV mình nó đang ở đâu nếu bay buổi tối này. Đó, và cái 4 cái đèn LED này khá là sáng và đẹp. Đó, ở đây có 2 cái đèn xanh và đây là chúng ta sẽ có 2 cái đèn đỏ. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có hai cảm biến phía trước và cái bộ cảm biến phía dưới để cất và hạ cánh tự động. Nói chung là FPV nó hay flycam, vậy nên là nó có những cái công nghệ tiên tiến nhất của DJI được lắp trên này. Còn cái body thì anh em phải cầm trực tiếp cơ, anh em biết là nó nặng như thế nào. Vậy thôi, video mình mở hộp và mình sơ sơ nhanh cho anh em những cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình sử dụng ấy, thì nó là như vậy. Anh em nếu như muốn trải nghiệm sản phẩm thì đến Tokyo Camera ở 948 Trương Định, và hoặc là tham gia vào group hội DJI FPV của bọn mình. Mình sẽ để link ở phần dưới mô tả cũng như là link fanpage của bọn mình, thì anh em có thể vào đó và tham khảo thêm cũng như được anh em tư vấn. Còn video này mình sẽ chỉ mở hộp vậy thôi, mình giới thiệu đây anh em là hàng thì đã có rồi, đặt hàng thì cũng đã cho đặt rồi, anh em mua hay không thì click vào link bên dưới sẽ có những cái deal hấp dẫn hơn. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.